Người phụ nữ này ăn mặc thì xa hoa nhưng thực chất là nghèo không đủ ăn. Để có thể tìm được đại gia, cô ấy đã kéo vali đi quanh sân bay hơn nửa năm nay. Cô dùng số tiền cuối cùng trong túi để đi taxi. Bụng thì đói mà cô vẫn có thể tao nhã ngồi uống cà phê cạnh biển. Lúc này người mẹ ở nhà đã gọi đến cho cô ấy. Mẹ cô nói là vợ của đại gia đã qua đời vì ung thư nên bảo cô nhanh chóng về nhà để dự đám tang. Seraph từ chối mẹ cô vì cô không muốn tham dự. Nhưng mẹ của Seraph bảo là sẽ có rất nhiều đại gia có mặt trong đám tang. Nghe mẹ nói vậy mắt Seraph liền sáng lên. Đây có lẽ là cơ hội để cô có thể tìm được đại gia của đời mình. Không một giây suy nghĩ, Seraph ngay lập tức quay trở về dinh thự. Cô còn cố ý thay một bộ đen cho phù hợp với không khí đau thương. Seraph đã đến đám tang và đang nhìn vào ngôi dinh thự ở phía trước. Seraph chỉ là con gái của một người hầu có địa vị thấp kém. Nghĩ đến việc sắp được gặp những người giàu có, cô liền cảm thấy vô cùng háo hức. Gặp được mẹ, Seraph tỏ ra như mình đang rất buồn. Cô giả vờ buồn bã trước mặt những người bên ngoài. Nhưng khi vừa quay vào trong cô liền lập tức xin mẹ đồ ăn vì cô sắp ngất đi vì đói rồi. Mẹ cô bảo cô nói chuyện nhỏ giọng thôi. Sau khi phu nhân qua đời thì trong nhà không có ai được ăn uống đàng hoàng cả. Seraph ngậm một miệng thức ăn rồi trò chuyện với mẹ. Cô hỏi mẹ tại sao đại gia có thể chi nhiều tiền để đi nước ngoài mà không có tiền trị bệnh cho vợ. Mẹ bảo cô im lặng vì đây không phải là một chủ đề mà họ có thể bàn luận. Seraph khinh thường nói rằng bà ta chết vì đáng bị như vậy mà. Mẹ cô bảo cô không được nói những lời vô lương tâm như vậy. Gia đình giàu có này đã tốt bụng cho cô một công việc, để cô có tiền thực hiện ước mơ đi học đại học. Vậy mà Seraph lại tức giận khi mẹ cô nói những lời đó. Cô hỏi mẹ liệu bảo mẫu có phải là một công việc hay không. Cô nói thêm rằng bọn họ đã bao giờ tôn trọng cô đâu. Cô gần như tự mình làm tất cả mọi thứ. Mẹ cô nói những lời đó giống như nhà này đã ban cho cô một ân huệ vậy. Mẹ cô có biết rằng bà phu nhân kia đã đối xử với cô như một người hầu không? Bà ta đã sai vặt cô đi làm tất cả mọi chuyện. Lúc này thì đứa con trai của đại gia đã chạy đến bên Seraph. Trong thời gian Seraph học đại học thì công việc bán thời gian của cô là làm bảo mẫu cho đứa trẻ này. Chính vì vậy đứa trẻ này rất thân với Seraph. Nghe tin cô đến là đứa bé đã nhanh chóng chạy đi tìm cô. Đứa trẻ này thật ra vẫn chưa biết được mẹ mình đã chết. Trong nhà không một ai dám nói về tin này với cậu bé. Sau khi bé trai chạy đi, mẹ Seraph bảo cô là dọn dẹp nhanh lên. Mẹ cô bảo những người giàu có sắp đến tham dự đám tang rồi. Nghe vậy Seraph bình tĩnh lấy lọ thuốc xịt thấm lên mắt. Cô muốn mình trông thật buồn bã. Con gái của đại gia khi thấy Seraph liền ôm cô vào lòng. Cô bé không thể kìm nén được nỗi đau khi đã mất đi người mẹ của mình. Seraph tiến đến ôm Nas rồi nói lời an ủi với cô bé. Đúng lúc này thì đại gia mà Seraph phải lòng đã đến. Không ngờ rằng phía trong xe của anh còn có con gái lớn của nhà này. Seraph mở to mắt nhìn hành động thân mật của hai người. Không lẽ là Seraph đã đến muộn một bước? Cô con gái lớn tiến đến nói lời an ủi với Seraph và em gái. Sau đó Seraph cùng cô con gái lớn đến gặp cậu em trai Omer. Thấy Nissan vốn là người mạnh mẽ đang ngồi cùng em trai thì Seraph đã đến đỡ cô lên. Cô nói với Nissan không cần phải gồng mình chịu đựng. Seraph nói Nissan có thể khóc để cảm thấy thoải mái hơn. Nissan nói rằng cô không thể để em trai của mình nhìn thấy mình khóc được. Cánh cửa này đóng này thì sẽ có cánh cửa khác mở ra với Seraph. Cô nghĩ nếu như Nissan đã lấy đi thứ cô muốn thì cô đành trở thành mẹ kế của cô ấy vậy. Tối đến, Nissan gọi điện thoại cho Seraph bởi vì em trai cô không chịu ăn uống. Vì Seraph rất giỏi dỗ trẻ em nên Nissan đã nhờ cô đến chăm sóc em trai cô nếu Seraph có thời gian. Seraph bề ngoài thì đồng ý nhưng khi cúp máy liền lập tức tức giận. Cô nói với mẹ là cô có phải bảo mẫu của họ đâu. Mẹ cô nói cô hãy thông cảm vì mẹ của họ vừa qua đời đi. Seraph đến rồi ngồi xuống dùng mấy trò chơi để dỗ Omer ăn. Cô con gái thứ hai không có tâm trạng để xem nữa liền đứng dậy rời đi. Nissan đã lập tức chạy theo để an ủi cô em gái. Mẹ mình chết rồi chị. Mẹ mình thật sự đã chết rồi chị ơi. Mẹ không còn ở bên chúng ta nữa. Bình tĩnh đi em. Seraph nhìn thấy thì liền xem như không phải việc của cô ấy. Đến khi cô đưa Omer lên phòng thì em gái của đại gia không tìm được điện thoại nên đã gọi Seraph lại. Hình như tôi để quên điện thoại trong phòng khách rồi. Cô giúp tôi tìm nó được không? Seraph nghe thấy thì tâm trạng liền không vui. Cô nói cô đang phải dỗ cậu thiếu gia rồi. Không cần đâu Seraph, để tôi đi tìm nó. Vì bị gọi hết lần này đến lần khác, Seraph cảm thấy nhân phẩm của cô như bị chà đạp vậy. Sau khi đi ra từ phòng của cậu út thì Seraph gặp được đại gia. Cô nói với đại gia rằng mình lên đây chỉ để đưa đứa trẻ đi ngủ thôi. Farouk nghe được thì vô cùng cảm động. Vì vợ mình đột ngột qua đời nên Farouk dạo này vô cùng chán nản. Ông đã không chăm sóc tử tế cho những đứa con dạo gần đây, đặc biệt là con trai út. Farouk bày tỏ lòng biết ơn đối với Seraph. Seraph bề ngoài nói rằng đây chỉ là những việc cô nên làm thôi. Vào ngày thứ hai, Seraph thu dọn đồ đạc và muốn rời đi. Thì bất ngờ mẹ cô vào báo tin vui rằng đã tìm được một công việc tốt cho cô. Seraph lộ ra vẻ mặt không hiểu mẹ mình đang nói gì. Hóa ra là gia đình này đang có ý định quay về dinh thự ở Istanbul. Họ đang tìm bảo mẫu cho con trai út của mình. Mẹ Seraph nghe thấy liền đề xuất con gái của mình. Farouk cũng thấy đây là một ý kiến hay. Nhưng liệu rằng Seraph có đồng ý đề nghị này không? Người mẹ sau đó đã đi báo tin vui cho con gái mình. Nhưng không ngờ Seraph vô cùng chán ghét khi nghe thấy đề nghị trên.
Cô hỏi có phải mẹ cũng coi con là bảo mẫu rồi đúng không? Vậy thì những cuốn sách cô đọc bao năm qua có ích gì? Cô nói thêm dù lương cao đến đâu thì họ cũng xem cô như một người hầu. Mẹ cô nói sau khi cô theo họ về dinh thự thì không những được ăn uống miễn phí mà còn được sử dụng người hầu và tài xế theo ý muốn. Bà hỏi Serap đây không phải là cuộc sống trong mơ của con sao? Và điều quan trọng nhất là cô có thể trở thành bà chủ của dinh thự. Serap không hiểu ý định của mẹ mình. Cô nói Fazuk đã 50 tuổi rồi mà bà còn muốn gả con gái mình cho ông ta hay sao? Mẹ cô nói dù gì thì họ cũng giàu có mà. Serap không quan tâm lời mẹ mình nói, cô bảo mẹ từ chối Farouk. Mẹ cô bảo đã muộn rồi, bà đã đồng ý thay Serap. Họ còn đang ở dưới lầu đợi cô xuống. Đầu Serap lúc này như muốn nổ tung. Serap bất đắc dĩ đi xuống lầu cùng mẹ. Ngay khi cô định từ chối thì Fazuk đề nghị mức lương hàng năm của cô là 140.000 USD. Ngoài ra ông còn sắp xếp một vị trí trong công ty cho Serap chỉ cần cô chăm sóc thật tốt cho cậu con trai út. Giờ làm việc cũng sẽ cho Serap tự do sắp xếp. Đối mặt với đề nghị vô cùng hấp dẫn này, Serap có chút lung lay. Tôi không thể để cháu của mình được người lạ chăm sóc. Mẹ của chúng nó qua đời rồi. Cô cần phải cố gắng hết sức để Omer không biết chuyện này. Đừng lo lắng thưa bà. Tôi sẽ không làm bà thất vọng đâu. Bà lão đã lên tiếng nên cô đành chấp nhận đề nghị vì mẹ cô vẫn đang làm việc tại đây. Cô không hề biết rằng đây là quyết định làm thay đổi cả cuộc đời cô. Fazuk vẫn chưa biết mình đã đem loại người gì về nhà. Ông còn đặc biệt bảo quản gia chăm sóc cô thật tốt vì nghĩ rằng mình đã đem rắc rối đến cho cô. Đến buổi ăn tối, cả nhà đều ủ rũ và không ai nói lời nào. Vì cả nhà không ai muốn Omer biết được chuyện mẹ cậu đã mất. Chỉ đến khi Serap đi xuống và dỗ Omer ăn tối thì mọi người mới thở phào rồi quay về phòng mình. Sau khi Serap dỗ Omer ăn xong thì cô muốn vào bếp pha một tách cà phê uống. Nhưng bà quản gia đã ngăn cô lại và bảo cô không cần phải tự pha cà phê nữa. Lần đầu tiên Serap cảm nhận được loại niềm vui này. Cô ngồi thoải mái uống cà phê trong căn phòng rộng 120m². Sau đó cô đi xung quanh nhìn ngắm các đồ vật trang trí có giá trị hàng chục triệu. Đây không phải là cuộc sống mà cô hằng mơ ước sao? Lúc này giọng nói của mẹ vang lên trong đầu cô. Fazuk là một người đàn ông tốt bụng và giàu có. Không phải ai cũng may mắn được ở bên cạnh ông ấy đâu. Một ý tưởng táo bạo đã hiện lên trong đầu cô. Sau đó cô mặc đồ ngủ, trang điểm xinh đẹp rồi đi đến bên cửa sổ. Khi nhìn thấy Fazuk đã về nhà, Serap liền đi đến sofa rả vờ ôm Omer ngủ. Để có được trái tim của Fazuk, trước tiên Serap cần có được sự ủng hộ từ ba đứa con của ông. Cô cần phải có kế hoạch cụ thể để thành công trở thành mẹ kế của họ. Serap đi xuống từ trên lầu nhìn thấy một bàn đầy thức ăn. Nhưng trên bàn ăn không có món nào là món cô thích. Thế là cô mắng người hầu cần phải chuẩn bị cá và quả óc chó cho mỗi bữa sáng. Cô còn nói đó là những thứ mà Omer rất thích ăn. Lúc ăn, ở trước mặt Fazuk thì Serap cố gắng làm cho cậu con trai cảm thấy vui vẻ. Cô đã làm một chiếc bánh vô cùng đáng yêu cho cậu bé. Farouk thấy con trai được dỗ dành vui vẻ cũng mỉm cười theo. Đúng lúc đó thì bạn của Farouk đã ghé thăm cả nhà. Cô ấy đặc biệt đem đến một bức tranh mà cô đã vẽ tặng cho người vợ đã khuất của Farouk. Mọi người nhìn thấy đều vô cùng vui vẻ. Chỉ có mình Serap nhìn bức tranh bằng vẻ mặt vô cùng chán ghét. Serap đã nói với Ifek là chị và mọi người hãy hoàn thành bữa ăn trước. Ifek liền cảm thấy không thích khi Serap nói như vậy. Serap trả lời rằng cô và Ifek chỉ cách nhau có 8 tuổi và cô ta trông còn trẻ hơn Serap nên cô mới xưng hô như vậy. Nghe thấy Serap nịnh nọt cô ta tỏ vẻ không quan tâm. Cô ta xem Serap như một bảo mẫu trong nhà mà thôi. Ifek định rót nước uống nhưng phát hiện bình không còn nước. Cô ta đã nhờ Serap đi lấy nước giúp. Cô ta không biết Serap vô cùng chán ghét việc này. Vì để trả thù cô ta, Serap đã bảo Omer đi phá hủy bức chân dung mà cô ta đã vẽ. Ngay khi thấy được, mọi người liền đi đến ngăn cậu bé lại nhưng đã muộn rồi. Mọi người không ai nỡ trách Omer. Ai cũng biết cậu là người duy nhất không hề hay biết gì về cái chết của mẹ mình. Serap lúc này từ cầu thang bước xuống nhìn mọi người tụ tập. Cô thấy Omer mặt dính bẩn liền giả vờ muốn đưa Omer đi tắm rửa. Cô con gái lớn nói rằng sẽ tự đưa em trai lên lầu và giải quyết. Sau khi mọi người rời đi, Farouk bảo Serap đến để nói chuyện. Serap muốn xin lỗi Fazuk về chuyện bức chân dung. Cô ấy nói vừa đi vệ sinh nên không kịp ngăn Omer lại. Fazuk không hề có ý trách phạt Serap. Ông bảo Serap vào phòng là muốn bàn về vấn đề công việc. Ngay lúc cả hai rời đi thì Fazuk hỏi Serap, tôi muốn biết khi nào cô có thể đến làm việc. Vừa đúng lúc này Serap quay lại thì đối mặt với Farouk. Farouk mời cô ra khỏi phòng để người khác không hiểu lầm. Ngay khi Serap quay lại phòng thì cô đã nghe thấy cuộc trò chuyện của quản gia và người hầu. Cả Farouk đã dặn không ai có thể chạm vào chiếc vali này. Điều này làm khơi dậy sự tò mò của Serap. Đột nhiên Nas đến làm Serap giật mình. Cô nói cô đến đây chỉ vì nghe thấy vài tiếng động nên định đi xem thử mà thôi. Không ai nghi ngờ gì về điều Serap nói. Sau khi mọi người rời đi, Serap đã lén quay lại phòng của bà phu nhân đã khuất. Ngay vào lúc cô định chạm vào chiếc vali thì đột nhiên Nas bước vào. Nas thắc mắc tại sao Serap lại vào phòng của mẹ mình. Câu hỏi của Nas làm Serap cảm thấy bất ngờ. Cô nói là do cô đã thấy Nas đi vào căn phòng này nên đi theo. Chị theo dõi em hả? Không có, chị theo dõi em làm gì? Cô còn nói dù gì đây cũng là phòng của mẹ em, chị sợ em ở đây buồn một mình. Nghe thấy cô nói vậy Nas liền xin lỗi cô.
Sau nhiều lần thất bại, Serap cực kỳ tò mò về chiếc vali trong căn phòng này. Cô đi vào bếp thì lại nghe tiếp những lời bàn luận về phu nhân của những người giúp việc. Sự tò mò đạt đến đỉnh điểm, Serap đã một lần nữa lén lút vào phòng của phu nhân. Cô ngồi xuống rồi mở chiếc vali bí ẩn ra. Cô nhìn phía trong chiếc vali thì phát hiện chỉ toàn là quần áo bình thường. Sau đó, cô bị thu hút bởi một quyển sổ bên trong, cô đã lén đọc nó. Đột nhiên một người hầu mở cửa bước vào. Cô đang làm gì ở đây vậy? Sau khi nhìn thấy người hầu, Serap không hề hoảng sợ mà còn đi đến cạnh cửa rồi đóng nó lại. Cô người hầu thấy vậy liền nói muốn báo tin cho ông chủ. Câm miệng! Serap trực tiếp bịt miệng rồi đe dọa tính mạng cô người hầu nếu dám nói ra. Cô người hầu vì quá sợ hãi nên đã xin nghỉ việc. Serap còn rất vui khi nhìn thấy tờ đơn nghỉ việc mà cô người hầu để lại. Không ai có thể ngăn cản cô trở thành bà chủ của căn dinh thự này. Đến bữa ăn, Serap chăm sóc con gái của Farouk trước mặt ông. Sau đó cô lại dỗ dành cậu con trai út ăn uống trong vui vẻ. Farouk nhìn thấy liền khen ngợi cô vừa xinh đẹp lại vừa giỏi. Cô con gái lớn đã quan sát những điều này từ đầu đến giờ. Tối đến, Serap đến tìm cô con gái lớn nói chuyện giống như chị em gái. Cô nói với Nisan hãy tâm sự những điều phiền muộn với cô. Nhưng Nisan lại nói rằng kể từ khi mẹ cô qua đời cô cảm thấy dường như Serap đang cố gắng gần gũi với chị em cô. Cô nói rồi một ngày Serap cũng phải rời đi mà thôi. Serap tỏ ra không để ý những lời Nisan đã nói. Nhưng khi vừa ra khỏi phòng cô đã âm thầm khắc ghi những lời đó vào trong lòng. Ngày hôm sau, Omer vì quá nhớ mẹ nên đã chạy sang phòng chị Nas hỏi. Lúc này chị lớn Nisan bước vào nói rằng dù mẹ không ở cạnh Omer thì Omer vẫn còn hai chị gái và bố. Giây tiếp theo, Serap đã đi vào trong phòng của ba chị em. Chị Serap, chị cũng sẽ rời bỏ em hả? Nisan có chút tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Cô xoay người em trai lại và nói rằng sẽ không có ai rời đi cả. Lúc này Nas đã nói rằng cô bé sợ bố của mình sẽ tái hôn. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Không bao giờ, đúng không chị? Bà nội đến rồi. Đúng lúc này bà nội đã đến căn dinh thự. Lần này bà đến không chỉ vì thăm cháu mà còn có mục đích khác. Serap nhân cơ hội quan trọng lần này liền diễn xuất trước mặt mọi người. Bà lão thấy được sự ân cần của Serap liền cảm thấy hài lòng vì mình đã chọn đúng người. Sau đó, Serap đến gặp mặt Farouk để xin nghỉ phép vài ngày. Đương nhiên là được rồi. Hãy để tài xế của tôi đưa cô đi. Được rồi, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Phải nói là thủ đoạn này của Serap rất thông minh. Nhưng cô không hề biết chuyện cô đã sắp xếp hoàn toàn là vô ích. Bởi vì mục đích bà lão đến lần này là bảo Farouk nên xem xét về mối quan hệ của hai người. Bà lão nói cô quản gia hãy chăm sóc thật tốt cho Serap. Cô quản gia liền đồng ý ngay mà không do dự. Nhưng dường như cô quản gia đã hiểu sai ý của bà lão. Bà lão thẳng thắn thừa nhận rằng Farouk hiện tại vẫn còn trẻ. Tình cờ bà đã chứng kiến sự lớn lên của Serap. Bà còn nói bà thật sự rất thích Serap. Quản gia rất bất ngờ khi nghe điều này và nói cô cũng rất thích Serap. Bà lão nói bà sắp đi nước ngoài để trị bệnh. Bà rất lo lắng về việc đó nên đã nhờ cô quản gia chú ý giúp mình. Bà nhờ cô quản gia nên nói về chủ đề này với Farouk nhiều hơn. Tôi nhờ cô cả đó. Đương nhiên rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Bà lão đi vào văn phòng của Farouk để nói chuyện. Bà hỏi Farouk có suy nghĩ gì về mối quan hệ của hai người không? Không ngờ Farouk tỏ ra rất quyết tâm. Sẽ không có người phụ nữ khác bước vào ngôi nhà này. Sau một thời gian nữa con sẽ hiểu ý mẹ thôi. Ban đêm, Farouk phải rời khỏi dinh thự vì có chuyện cần giải quyết. Serap đã lẻn vào phòng để tìm đến quyển sổ bí ẩn kia. Nhưng cô phát hiện quyển sổ đó đã biến mất. Cô cẩn thận để mọi thứ về vị trí ban đầu rồi đi tìm xung quanh nhưng không thấy quyển sổ đó đâu. Sau đó, Serap đi vào phòng thay đồ thì thấy được chiếc vòng kim cương đắt tiền. Cô đã đeo chiếc vòng đó lên cổ cô. Chiếc vòng cổ nhìn rất phù hợp với cô nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy buồn. Những hình ảnh ngày xưa cô vốn muốn quên đi bỗng nhiên hiện về trong tâm trí. Từ nhỏ cô đã luôn phải dùng đồ thừa mà phu nhân không thích nên bị bạn bè liên tục chế nhạo. Điều này là cái bóng luôn ám ảnh tâm lý của Serap. Mình sẽ không bao giờ phải dùng đồ thừa của người khác nữa. Đúng lúc này giọng của Farouk vang lên làm cho Serap trong phòng cảm thấy bối rối. Farouk đã tới cửa phòng và chuẩn bị bước vào. Thấy vậy Serap đã giờ vờ như mình bị ngất. Farouk đã nhanh chóng chạy đến và hỏi về tình hình của Serap. Nhưng không ngờ cảnh tượng này đã bị Nisan nhìn thấy làm cho ông vô cùng bối rối. Đột nhiên phía bên ngoài có tiếng hét của một ai đó nên họ đã đi đến để xem tình hình. Thì ra là Nas đã nằm mơ thấy người mẹ đã khuất của mình. Mặc dù Serap đã may mắn được giải vây nhưng tiếp theo phải giải thích như thế nào mới là vấn đề. Thế là Serap lấy can đảm đi đến phòng của Nas rồi giả vờ như còn bị choáng váng. Thấy vậy Farouk đã tiến đến đỡ Serap. Ông bảo Nisan chăm sóc cho em gái Nas. Farouk đỡ Serap ngồi xuống sofa và muốn gọi bác sĩ nhưng Serap đã ngăn lại. Cô sợ bị lộ nên nói rằng ngồi một lát sẽ cảm thấy khỏe lại. Cảnh Serap nắm tay Farouk vô tình lần nữa bị Nisan nhìn thấy. Rõ ràng điều này đã làm tăng sự nghi ngờ của Nisan đối với Serap. Hai người có cần gì không? Serap giải thích là cô chỉ cảm thấy hơi khó chịu. Cô bảo chắc là do cả ngày cô chưa ăn gì nên mới như vậy. Serap nói chỉ cần ngồi nghỉ một lát là cô sẽ khỏe lại thôi. Farouk bảo Nisan vào trong nhà lấy đồ ăn cho Serap. Vừa lúc Nisan vừa đi thì trong đầu cô chợt nghĩ ra một câu hỏi. Đúng rồi, sao chị lại ở trong phòng mẹ em?
Seraph nói dối rằng bông tai của cô đã rơi mất. Cô tìm bông tai khắp nơi mà vẫn không thấy. Cô nghĩ có thể bông tai đã bị rơi trong phòng mẹ Nissan trong lúc cô đi theo cậu con trai út vào trong. Cô nói thêm là bông tai đó rất quý giá với cô vì mẹ Nissan đã tặng cô khi bà còn sống. Không còn cách nào khác, cô đành phải vào phòng bà phu nhân để tìm nó thôi. Nissan không ngờ Seraph sẽ nhắc đến mẹ cô nên cô khó có thể tiếp tục hỏi về vấn đề này. Trong lúc Nissan vào nhà lấy sữa thì Seraph nói với Farouk cô cảm thấy đầu hơi đau, có thể cô đã phát sốt rồi. Farouk vô thức đưa tay để lên trán cô nhưng không thấy nóng. Không ngờ Seraph nói rằng đầu cô không nóng nhưng cô cảm thấy hình như tay cô nóng lên. Tôi nghĩ là do tay tôi nóng lên. Thấy con gái lớn đến, Farouk cảm thấy không ổn nên đã rút tay lại. Farouk nói rằng Seraph không bị phát sốt rồi ngay lập tức rời đi. Nissan rõ ràng đã rất nghi ngờ Seraph. Nhưng khi Nissan có ý định rời đi thì Seraph đã ngăn cô ấy lại. Seraph nói rằng cô biết là Nissan cảm thấy khó chịu về sự việc vừa rồi. Cô giải thích rằng mình bị ngất và Farouk chỉ đến để giúp đỡ cô. Cô mong Nissan không hiểu lầm gì về mình và Farouk. Em không hiểu lầm gì về chị đúng không? Làm sao em hiểu lầm chị được Seraph? Chị nghĩ gì vậy? Nissan bề ngoài nói rằng không hiểu lầm Seraph nhưng trong lòng cô từ lâu đã nghi ngờ. Ngày tiếp theo, Seraph nhớ đến chiếc vòng chưa được đặt về vị trí ban đầu nên đã lẻn vào phòng phu nhân. Nhưng khi cô tìm đến chiếc vòng dưới gầm giường thì phát hiện chiếc vòng đã biến mất. Seraph hoảng sợ đi lục lọi khắp nơi để tìm kiếm. Cô cảm nhận được có chuyện không ổn đang xảy ra. Thật ra chiếc vòng hiện tại đang nằm trong tay của Farouk. Seraph bị gọi đến văn phòng và Farouk hỏi cô liệu cô có biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc vòng không. Seraph nhìn vào chiếc vòng rồi giả vờ nói không biết gì. Nissan không quan tâm lời Seraph nói rồi chất vấn về việc đêm qua Seraph đã ngất xỉu ở trong phòng của mẹ cô. Mà tình cờ rằng hôm nay bố Nissan lại tìm thấy được chiếc vòng đã bị đứt. Em nghĩ chị đã làm đứt chiếc vòng này à? Farouk, Seraph, không ai đổ lỗi cho cô cả. Tôi chỉ đang muốn hỏi cô có biết về việc này không thôi. Vậy ngài có muốn tôi giải thích không? Bất ngờ thay, Farouk cũng đang nghi ngờ rằng Seraph là người đã làm đứt chiếc vòng cổ. Seraph nghe được liền tức giận rời khỏi. Nissan nói rằng cô tin là Seraph là người đã gây ra chuyện này. Không ngờ Seraph quay lại với một đống quần áo và bảo hai người có thể lục xét. Cô nói rằng cô sẽ nghỉ việc và không làm bảo mẫu nữa. Farouk hỏi cô rằng cô có bằng chứng gì khác không? Seraph đáp là bao nhiêu đây còn chưa đủ làm bằng chứng hay sao? Farouk hiện tại cũng khó có thể nói gì thêm. Nhưng Nissan thì không tin những gì Seraph nói. Seraph đang nói dối đau bố. Farouk bảo con gái mình đừng đưa ra kết luận quá sớm. Ông nói nhất định sẽ tìm ra chân tướng và không để bất cứ ai có thể động đến đồ của người vợ quá cố. Bố nghĩ có nên hỏi những người hầu không ạ? Seraph tưởng rằng mình đã tránh được một kiếp nạn. Không ngờ rằng Farouk đã cho gọi người hầu đã nghỉ việc đến nói chuyện. Nissan nghĩ rằng cô đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Không ngờ rằng cô người hầu đã gánh hết mọi tội lỗi. Cô ấy thậm chí còn thừa nhận đã làm đứt chiếc vòng kia. Vì cô ấy cảm thấy quá có lỗi nên đã lựa chọn nghỉ việc và rời đi. Tất cả đã được tiết lộ và Farouk thấy người hầu đã nghỉ việc nên không tiếp tục truy cứu trách nhiệm. Mà Farouk không hề biết rằng việc người hầu nhận tội hoàn toàn là do Seraph đã đe dọa cô. Để có thể bù đắp cho Seraph vì Farouk nghĩ đã đổ oan cho cô, ông đã mang toàn bộ quần áo của một cửa hàng đến dinh thự tặng cô. Cô em gái Nas cũng đến để lựa đồ cho Seraph. Điều này đã làm cho Nissan cảm thấy tức giận và nhanh chóng rời đi. Bất ngờ rằng Seraph đã từ chối lòng tốt của Farouk. Cô nói mặc dù đồ của cô đã bị người hầu làm hỏng nhưng chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Farouk. Vì Farouk và Nas năn nỉ cô rằng hãy chọn lựa nên Seraph đã miễn cưỡng lấy quần áo rồi lên lầu thử đồ. Trong lúc thay đồ, Seraph nhìn thấy Farouk bên dưới liền nảy ra một ý tưởng. Cô cố ý không kéo được dây áo rồi tìm đến sự giúp đỡ của Nas. Farouk nói với Seraph rằng con gái ông không có ở đây. Farouk đã lên lầu giúp Seraph kéo dây áo. Seraph đã cố tình làm ra vẻ ngượng ngùng. Không ngờ cảnh tượng này đã bị Nissan nhìn thấy. Con sẽ ra ngoài trước. Nhìn biểu cảm của Nissan, Seraph vô cùng đắc ý. Nas nhờ Seraph đến xem thử chiếc váy của mình. Nào ngờ Nas bị Nissan giật lấy chiếc váy và nói rằng từ trước đến nay em có bao giờ mặc váy như thế này đâu. Nissan tức giận hỏi Nas xem muốn mặc chiếc váy này đi đâu. Nas trả lời Nissan là chị đừng can thiệp vào việc riêng của em. Seraph bên cạnh đã khuyên Nissan rằng đừng quá khắc khe với em gái mình. Tôi đang nói chuyện với em gái của tôi. Đương nhiên rồi, nhưng mà chị thấy em có vẻ hơi kích động. Vậy thì đã sao? Không cần chị quan tâm đến việc của chúng tôi. Chị nói gì vậy? Chị ấy đã nói gì sai đâu? Nas à, không sao đâu, em ấy đang giận thôi. Chị thật vô lý mà. Đừng tỏ ra giống như mẹ của chúng tôi. Lúc này Farouk đi đến làm gián đoạn cuộc chiến giữa hai người. Nissan tức giận quay người bỏ đi. Sau đó, Seraph nhận được một cuộc gọi báo rằng nữ đồng nghiệp của cô đã gặp chuyện và cô cần phải đi ngay. Seraph có chút khó xử nhưng Farouk đã gật đầu và bảo cô có thể đi. Không ngờ rằng sau khi Seraph đến nhà hàng đã gặp được con trai của quản gia. Anh ấy bảo rằng đã bị mẹ mình lừa đến đây. Hai người vô tình bị sắp xếp cho một cuộc xem mắt. Nhưng hai người này vốn không có tình cảm gì với nhau. Để có thể nhanh chóng trở thành bà chủ dinh thự, Seraph đã hối lộ đồng nghiệp. Cô muốn có cơ hội tham gia vào một buổi gặp mặt với Farouk. Đối mặt với những khách hàng khó tính, Seraph thực sự thể hiện được khả năng chuyên môn của mình.
Cô thành công nhận được công nhận từ họ và Farouk cũng rất vui vì điều này. Ông cũng không ngờ hôm nay mình đã học hỏi rất nhiều từ Serap. Đến khi hai người vui vẻ về nhà thì đụng mặt cô con gái lớn Nisan. Nisan đã nghe người hầu nói về việc quản gia sắp xếp xem mắt cho Serap và con trai bà ấy. Serap, chị đã có kế hoạch kết hôn chưa? Serap sao? Đúng rồi bố, Serap đã được quản gia mai mối với con trai của bà ấy ạ. Cái gì hả? Thật vậy sao? Serap, chị thật sự đang hẹn hò với con trai của quản gia sao ạ? Đối mặt với câu hỏi của mọi người nhưng Serap không nói lời nào mà vội vã xoay người đi lên lầu. Vào phòng, Serap hét lớn và chửi không ít lời với cô con gái lớn Nisan. Cô ấy đi lại trong phòng và suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Rất nhanh Serap đã nghĩ ra được cách để giải quyết. Có chuyện gì vậy Serap? Tôi có chuyện muốn nói, có làm phiền ngài không ạ? Tôi muốn nói về cuộc hôn của tôi với con trai của quản gia. Cô không cần giải thích với tôi đâu. Đây chỉ là sự hiểu lầm thôi. Con trai quản gia không phải người xấu, kết hôn có gì không tốt đâu. Serap thú nhận với Farouk rằng cô đã yêu một người khác. Tôi mong có một ngày anh ấy sẽ chú ý đến tôi. Tôi mong anh ấy cũng thích tôi nhiều như tôi thích anh ấy vậy. Ngày hôm sau, Serap nhận được một cuộc gọi đến từ khách hàng. Serap đã thành công thuyết phục được khách hàng cho Farouk và chuẩn bị cùng ông đi công tác. Serap rất hạnh phúc vì sắp tới sẽ có cơ hội ở riêng với Farouk. Đúng lúc này thì hai mẹ con Serap gặp được bà quản gia. Bà ấy đang cầm một món đồ và nói rằng đây là đồ mà Farouk đã mua. Serap tiến đến nhận món đồ trên tay bà quản gia rồi nói cô sẽ đưa cho Farouk sau. Nhưng ngay khi quay về phòng, cô đã nhờ mẹ mình canh cửa rồi mở chiếc hộp ra. Cô nhìn thấy bên trong là một chiếc vòng tay vô cùng lấp lánh. Đẹp quá đi. Nhìn nó thanh lịch đúng không mẹ? Cô ấy nóng lòng đeo chiếc vòng tay lên tay mình. Serap còn liên tục cảm thán rằng chiếc vòng này vô cùng hợp với cô. Cô cho rằng nhất định do cô Farouk giành được khách hàng thành công nên ông ấy đã mua tặng cho cô. Mẹ cô liền nói rằng đừng nóng vội vì việc đích thân Farouk tặng cho cô mới càng ý nghĩa hơn. Serap cảm thấy lời của mẹ rất đúng. Cô vui vẻ xuống nhà thì thấy Omer đang vẽ tranh. Cô hỏi Omer rằng cậu không thích cô hay sao mà không vẽ cô lên bức tranh đó. Cô còn trêu Omer rằng cậu bé có phải là không biết vẽ không. Không chịu thua kém, Omer đáp rằng mình có thể vẽ. Serap liền đưa ra yêu cầu tốt nhất là bức tranh nên có bố của Omer và mình ở trên cùng. Cậu bé suy nghĩ đơn giản liền nghe theo yêu cầu của Serap vẽ lên tranh. Sau đó, Serap đến văn phòng của Farouk để nói chuyện. Cô hỏi Farouk về món quà mà cô nhận từ bà quản gia. Farouk sau đó đã nhờ cô mang nó vào văn phòng giúp mình. Serap bước ra thì gặp Omer, cô bảo cậu bé hãy đến cho Farouk xem bức tranh cậu vừa vẽ. Farouk thấy bức tranh của Omer liền không khỏi bất ngờ. Ông không ngờ trong lòng con trai mình Serap lại quan trọng đến thế. Sau đó Serap bước vào đưa món quà cho Farouk. Farouk nhận lấy từ cô rồi chỉ nói lời cảm ơn nhẹ nhàng. Serap thấy vậy liền liên tục cảm thấy bối rối. Cô nghĩ rằng không biết Farouk có nhân cơ hội khác để tặng cho cô hay không. Tiếp theo Serap nhắc Farouk rằng ngài cần phải đi gặp khách hàng. Cô không ngờ rằng chiếc vòng kia giờ đã nằm trên tay của Nas. Mặc dù thất vọng nhưng Serap vẫn bước đến khen chiếc vòng đẹp và bảo Nas rất hợp với nó. Không ngờ cô con gái lại nói đây là quà cho cô Ifx. Ifx là đối tác của công ty Farouk và ngày mai là sinh nhật của cô ấy. Serap nghe được tâm trạng liền không vui. Biểu cảm của cô từ nãy đến giờ đều được Farouk quan sát. Farouk nói với Serap rằng đợi một lát nữa ông sẽ đi gặp khách hàng. Cô về phòng an ủi bản thân rồi tự mình bình tĩnh lại. Mà Farouk bên này đang đi lại quanh hồ bơi với vẻ mặt lo lắng. Ông nhớ lại lời Serap nói hôm qua rằng cô đã có người mình thích. Lúc nãy cô còn để lộ biểu cảm không vui khi Farouk tặng quà sinh nhật cho người khác. Ngoài ra Farouk còn nghĩ đến vô số lần Serap cố tình tiếp cận mình. Là đàn ông thì ai cũng biết ý định của Serap là gì. Thế là Farouk gọi cho Ifx nhờ vào cô để tránh việc ở riêng với Serap trong chuyến công tác. Thấy được Serap đã ăn mặc xinh đẹp sẵn sàng cho chuyến đi. Farouk cố tình nói rằng khách sạn không còn phòng trống nên bảo Serap ở nhà chăm sóc cho bọn trẻ. Serap bề ngoài đồng ý nhưng khi vào phòng cô đã vô cùng tức giận. Cô đã nỗ lực rất nhiều chỉ để chờ đợi khoảng khắc này. Thế mà Farouk lại không cho cô đi cùng. Cô không khống chế được cảm xúc của mình mà hét to lên. Nhưng sau đó cô đã biết được một tin tức rất thú vị. Rằng con trai của bà quản gia có tình cảm với cô con gái lớn Nisan. Vì Nisan vừa mất mẹ nên tâm trạng vẫn còn nhạy cảm. Kem là người đã luôn bên cạnh Nisan an ủi cô mỗi khi cô buồn. Để cảm ơn Kem nên Nisan đã đặc biệt nấu ăn cho anh. Mà Serap vốn đã nhìn thấu ý định của Kem. Bởi vì Serap và Kem đã từng yêu nhau. Cô không muốn nhìn thấy Nisan bị Kem lừa nên đã cảnh báo Kem đừng mơ mộng trèo cao. Cô nói rằng dù Nisan có thích Kem thì Farouk cũng sẽ không đồng ý mối quan hệ này. Kem bảo Serap nên quan tâm chuyện của chính mình đi. Nhưng Serap lại đáp rằng sẽ ngăn chặn mọi kế hoạch của Kem. Không ngờ lúc này Nisan đã đến đưa thức ăn cho Kem. Cô còn cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cô. Serap đành bất lực trốn vào trong tủ. Đợi khi Nisan rời đi, Serap bước ra nhìn chằm chằm Kem như đang cảnh cáo. Mà bây giờ Serap làm gì có thời gian cãi nhau với Kem. Cô còn phải đợi Farouk quay về nhà. Đúng lúc này thì mẹ cô gọi đến nói rằng cô đừng đợi nữa vì Farouk sẽ không về nhà. Bởi vì khi cuộc họp kết thúc thì Farouk biết tin chồng cũ của Ifx phải nhập viện vì say rượu. Nên Farouk đã đi theo Ifx đến bệnh viện. Thấy Serap gọi điện đến nhưng Farouk bây giờ không muốn nhận cuộc gọi từ cô.
Farouk không về nhà lý do chính là ông không muốn chạm mặt Serap. Farouk bắt máy và nói ra tình hình lúc này cho Serap biết. Nhưng không ngờ khi Serap nghe điều này thì càng hiểu lầm hơn. Nhìn Farouk có vẻ mệt mỏi, người từng trải như Ip X nhìn vào liền hiểu ra vấn đề. Cô hỏi Farouk rằng có phải đang gặp rắc rối với Serap không? Farouk cũng không giấu giếm mà kể với Ip X về những nghi ngờ của mình. Nghe Farouk kể về chuyện của Serap khiến cho Ip X rất bất ngờ. Cô không hề biết rằng Serap bên này đang hiểu lầm cô và Farouk. Đúng lúc này thì Omer đi đến nói với Serap là mình đang đói. Trong đầu Serap chợt có một kế hoạch. Serap nói với Omer trong tủ lạnh không còn đồ ăn, chỉ có một đĩa thức ăn duy nhất nhưng Omer không được phép ăn nó. Serap bảo Omer quay về phòng ngủ đi. Serap vừa đi thì Omer đã đến tủ lạnh mở cửa ra rồi ăn thức ăn trên đĩa của Nissan. Serap hiện tại đang đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát. Cô nhớ rằng người mẹ quá cố của Omer từng nói rằng cậu bé bị dị ứng với ớt. Chỉ cần Omer cảm thấy không thoải mái nhất định Farouk sẽ quay về nhà. Serap sau đó đã lên lầu lấy thuốc dị ứng cho Omer. Nhưng cô tìm khắp nơi cũng không thấy thuốc dị ứng đâu. Serap hoảng loạn chạy xuống lầu thì lúc này Omer đã biến mất. Cô ấy cảm thấy không ổn vì đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy Omer. Serap sợ hãi đi tìm Kem rồi hai người cùng nhau đi tìm Omer. May mắn lúc này Serap đã tìm thấy Omer ở trong vườn nhưng cậu bé đã bất tỉnh. Serap gọi Kem lại rồi cùng nhau đưa Omer đến bệnh viện. Nghe được tin Farouk lái xe đến bệnh viện ngay lập tức. Nissan lúc này đang vội vã đi vào phòng bệnh hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra với Omer. Serap nói rằng do Omer bị dị ứng với thức ăn có ớt. Nissan nghe được liền nhớ ra đĩa thức ăn cô đã để trong tủ lạnh rồi thầm trách mình. Serap cũng không ngờ là mọi chuyện lại trở nên nguy hiểm như vậy. Cô ngồi một góc cảm thấy vô cùng có lỗi. Lúc này Farouk cũng đang vội vã chạy vào phòng bệnh của con trai. Khi thấy Omer trong phòng cấp cứu thì Farouk đã hỏi Nissan có chuyện gì xảy ra. Con kể cho bố nghe chuyện gì đã xảy ra đi. Omer bị dị ứng với thức ăn ạ. Con gái con nói gì vậy? Tại sao lại dị ứng? Bố à, tất cả là lỗi của con. Farouk không tin rằng con gái mình có thể mắc phải sai lầm ngu ngốc đến như vậy. Tất cả mọi người trong nhà đều biết về bệnh dị ứng của Omer. Điều này khiến cho Farouk rất đau lòng. Đúng lúc này thì bác sĩ đi ra và nói với Farouk rằng đứa trẻ đã ổn rồi. May mắn thay là đã đưa Omer đến bệnh viện kịp thời nếu không đã có hậu quả nghiêm trọng. Farouk cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi bảo mọi người về nhà đi. Serap cảm thấy tự trách bản thân mình nên đã đề nghị được ở lại để chăm sóc cho Omer. Farouk đã từ chối cô bởi vì hiện tại ông không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa. Sau khi Omer xuất viện thì Farouk đã tập trung tất cả mọi người trong dinh thự lại. Ông cần một lời giải thích hợp lý cho sự việc vừa qua. Farouk hỏi tại sao Nissan lại xuất hiện trong bếp trong khi cô hoàn toàn không biết nấu ăn. Bà quản gia trả lời rằng bà không biết gì về điều này. Họ không biết gì về việc con đã nấu ăn đâu bố. Thức ăn dị ứng đến từ đâu? Ai đã đi mua chúng về đây? Là tôi đã mua thưa ngài. Cậu không biết việc đó bị cấm sao? Tại sao cậu vẫn mua trong khi đã biết về nó? Đã vậy cậu còn đem chúng vào bếp nữa. Rồi tất cả mọi người trong lúc đó đều biến mất à? Cô con gái lớn Nissan đứng ra nhận tất cả trách nhiệm về mình. Cô xin bố đừng trách tội những người khác nữa. Serap cũng đứng lên để nói giúp Nissan. Không ngờ lúc này Farouk đã hỏi Serap rằng cô đã ở đâu trong lúc Omer xảy ra chuyện. May mắn rằng cô đã tìm thấy Omer. Nếu không tìm thấy thằng bé thì sao? Đó là những gì cô nên làm à? Tôi đã sai lầm khi quá tin tưởng vào cô. Serap không ngờ rằng Farouk lại nói ra những lời này. Serap nói rằng mọi người ở đây không ai phải chịu trách nhiệm cả. Cô nói tất cả chuyện này đều là lỗi của cô. Farouk đã giao Omer cho cô chăm sóc. Nếu như cô phát hiện kịp thời thì mọi chuyện đã không xảy ra. Tôi sẽ chịu trách nhiệm nhiều nhất có thể. Cô muốn như thế nào? Tôi quyết định sẽ từ chức. Mọi người đều sốc khi nghe thấy Serap muốn từ chức. Không ngờ Farouk không những không giữ cô lại mà còn lập tức đồng ý. Được rồi, tạm biệt cô. Nas không hiểu bố mình đang làm gì. Nissan và Nas đã cùng nhau cầu xin cho Serap. Nhưng Farouk lại thờ ơ với hai cô con gái của mình. Kể từ khi biết được ý định của Serap, Farouk đã muốn cô rời khỏi dinh thự. Rất nhanh Serap đã thu dọn xong hành lý của mình rồi rời đi. Nissan gặp cô và năn nỉ cô đừng rời khỏi dinh thự. Nissan cảm thấy có lỗi và không muốn vì chuyện này mà Serap phải rời đi. Lúc này Farouk đi ra thì Serap lại xin lỗi một lần nữa. Tôi không hy vọng mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi mong về sau sẽ không xảy ra những chuyện như vậy. Nếu tôi ngăn Omer kịp thời thì đã tốt rồi. Tôi thật sự rất buồn. Tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp tại ngôi nhà này. Tôi cảm ơn ngài vì tất cả. Không ngờ rằng Farouk chỉ lịch sự gật đầu rồi rời đi. Serap không thể khiến Farouk đổi ý nên cô đành kéo vali rời đi. Nếu như Farouk đã vô tâm như vậy thì đừng trách cô tàn nhẫn. Đại gia cho rằng Serap quá trẻ và xinh đẹp nên không phù hợp với việc làm bảo mẫu. Farouk đã tìm đến một người bảo mẫu lớn tuổi hơn. Trong lúc phỏng vấn bảo mẫu mới thì tình cờ Serap đến. Nas thấy Serap liền ôm cô vô cùng thân thiết. Serap nhanh chóng hòa nhập với bọn trẻ. Farouk nhìn thấy chỉ biết bất lực ngồi bên cạnh. Lý do ông để Serap rời đi là vì ông đã biết mục đích của cô. Nhưng bọn trẻ luôn rất yêu quý Serap nên Farouk quyết định tìm một bảo mẫu mới. Nas có nhiều ý kiến phản đối với cô bảo mẫu mới nên liên tục phàn nàn với Serap.
Seraph nói với Nas như một người chị rằng nếu cô cảm thấy buồn chán có thể gọi cho Seraph bất cứ lúc nào. Seraph đã bắt đầu kế hoạch để có thể quay trở lại dinh thự. Mẹ Seraph thấy cô liên tục chơi điện thoại nên đã khiển trách cô ấy. Mẹ bảo cô còn không nhanh nghĩ cách quay về dinh thự. Seraph bảo mẹ đừng lo nhiều, tự cô sẽ có cách để quay về. Cô bảo mẫu mới đã dọn vào ngôi dinh thự. Nas không hề có cảm tình với cô, thậm chí Nas còn không chào hỏi cô mà đi thẳng đến phòng của mình. Cô bảo mẫu thấy vậy đã nói với Farouk rằng trẻ em có thể không thoải mái lúc ban đầu nhưng qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Cô bảo mẫu mới vào nhà bếp yêu cầu quản gia chuẩn bị một số trái cây. Cô muốn làm nước ép trái cây cho bọn trẻ. Tất cả mọi người đều hiểu cho tình cảnh của Seraph. Bởi vì cậu chủ còn quá nhỏ mà Seraph lại nhận hết trách nhiệm về mình. Bà quản gia rất tiếc về điều đó. Nas lúc này đang chơi điện thoại trong phòng. Lúc này đột nhiên cô bảo mẫu bước vào cùng ly nước ép trái cây. Nas tức giận vì cô bảo mẫu đi vào mà không gõ cửa. Farouk nghe thấy tiếng động liền lập tức chạy đến và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nas bày tỏ điều mình không hài lòng ở cô bảo mẫu. Farouk cảm thấy con gái mình đang gây sự một cách vô lý nên đã bảo Nas xin lỗi. Nas không những không xin lỗi còn kích động nói rằng mình không cần bảo mẫu. Cô còn nói nếu như bố không đi công tác với cô ít thì đã không có chuyện gì xảy ra với em trai rồi. Bố nghĩ việc bố làm có đúng không? Đây là lần đầu tiên Farouk tức giận đến như vậy. Suýt chút nữa ông đã không thể kiềm chế mà đánh con gái mình. Nas tức giận đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Cô không tin rằng bố mình có ý định đánh cô. Farouk nhìn vào tấm hình cả gia đình rồi tự trách bản thân không đủ tư cách làm cha. Kể từ khi vợ qua đời Farouk đã không thể chăm sóc tốt cho con cái. Nhìn thấy bố mình khóc Nisan cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Nisan định vào phòng khuyên nhủ Nas đừng giận bố thì thấy trong phòng không có ai. Nas để lại một tờ giấy. Lúc này Nisan mới phát hiện rằng em gái mình đã bỏ nhà ra đi. Nas hiện tại đang lang thang trên đường lớn. Cô lấy điện thoại ra rồi gọi cho Seraph. Seraph mặc dù thấy được cuộc gọi nhưng cô cố tình không trả lời. Lúc trước Nas từng nói với Seraph rằng có bạn muốn mời Nas tham gia tiệc nhưng cô biết bố mình sẽ không đồng ý cho cô tham gia. Seraph nói cô cũng từng như vậy rồi dạy hư Nas rằng cô bé có thể bỏ nhà ra đi. Nas bây giờ không còn nơi nào để đi, cô đành ngồi lên taxi đi đến buổi tiệc. Farouk lúc này lái xe đi khắp nơi tìm kiếm con gái. Ông nhớ lại việc Nas đã luôn bênh vực Seraph. Ông nghĩ mình đã sai khi phớt lờ tầm quan trọng của Seraph với bọn trẻ. Farouk lúc này lập tức gọi cho Seraph. Seraph nhận được cuộc gọi liền đắc ý vì đây vốn là điều cô muốn. Nhưng mà Seraph không nhấc máy vội vì người mời Nas tham gia buổi tiệc cũng là do Seraph sắp xếp và cô đang chờ đợi cơ hội. Nas lúc này đã đến tham gia buổi tiệc do người bạn trên mạng mời cô đến. Nhưng mà người bạn này vô cùng tức giận khi Nas dùng hình giả để lừa anh. Sau đó anh ta mạnh bạo nhốt Nas vào một phòng tối. Không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế này nên Nas vô cùng hối hận khi đã bỏ nhà ra đi. Seraph hiện tại đã đến buổi tiệc và cô đang vội vàng đi vào. Seraph tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Nas đâu. Sau đó cô tắt hết đèn flash và âm nhạc. Nas thấy Seraph liền vô cùng vui mừng. Sau khi ra khỏi phòng tối, Seraph hỏi Nas sai là người đã nhốt em lại. Hành động vừa rồi của Seraph đã khẳng định được vị trí của cô trong lòng Nas. Farouk nhận được tin nhắn liền lập tức đến nhà của Seraph. Nhìn thấy con gái mình đã ngủ say trong phòng Seraph, Farouk cảm thấy rất biết ơn cô. Thấy thời cơ đến, Seraph nói rằng chắc do trong nhà có cô bảo mẫu mới nên Nas mới cảm thấy bất mãn. Farouk nói rằng không ngờ con gái mình còn nhỏ như vậy mà lại dám bỏ nhà ra đi. Nói xong ông tự trách bản thân mình không đủ năng lực làm cha, vì công việc mà ông luôn xa cách với bọn trẻ. Ông bây giờ mới cảm thấy Seraph quan trọng đến nhường nào. Nghe thấy lời khẩn cầu của Farouk, nội tâm Seraph cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Có thể là do ngài hiểu lầm vì sự việc hôm nay mà thôi. Tôi biết chắc chắn chuyện gì đang xảy ra. Dù ngày mai như thế nào thì tôi vẫn sẽ nói với cô như vậy. Đại gia này vốn biết cô bảo mẫu tiếp cận mình vì có mục đích nhưng vẫn để mặc cho cô thao túng. Lý do là vì Seraph rất giỏi trong việc chăm sóc những đứa con của ông. Không ngờ lúc này có một người đàn ông xông vào phòng bắt gặp được khung cảnh tình tứ của hai người. Farouk, ông đang làm gì ở đây vậy? Farouk có vẻ hoảng sợ vì đây là chồng cũ của Ifs. Seraph hỏi Mit rằng làm sao ông ta có được chìa khóa nhà của cô. Mit không trả lời mà hỏi Seraph và Farouk đang làm gì ở đây. Farouk nhìn thấy Nas đi ra liền nhanh chóng đưa con gái về tránh khỏi nơi này. Seraph đuổi theo Farouk và xin ông hãy nghe lời giải thích từ cô. Nhưng Farouk lại không muốn nói chuyện với cô. Ông dứt khoát quay đầu rồi lái xe ra về. Nas không biết vì sao bố mình lại tức giận như vậy. Farouk đỗ xe bên đường rồi bắt đầu nói chuyện với Nas. Ông làm tất cả điều này chỉ vì con gái ông quá yêu mến Seraph mà thôi. Ông biết con gái mình đang trong độ tuổi nổi loạn nên đã cố gắng nói lời nhẹ nhàng với con gái. Nas đã nhận thức sâu sắc về sai lầm lần này của cô bé. Sau khi về phòng, những hình ảnh bên cạnh Seraph lúc nãy hiện lên trong đầu của Farouk. Ông cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Vô tình lúc này Farouk làm rơi tấm ảnh gia đình nên đã cẩn thận nhặt lên. Từ khi vợ mình qua đời, Farouk vì các con nên không nghĩ đến việc kết hôn một lần nữa. Farouk không ngờ rằng lần này mình đã tính toán sai thật rồi. Bên này, Seraph mắng Mit như điên vì ông ta dám phá hỏng chuyện tốt của cô. Mit nói với Seraph rằng mong cô đừng quên căn nhà này là ông ta đã mua cho cô. Ông ta không cần phải xin phép Seraph để có thể vào trong nhà. Seraph không giữ được bình tĩnh nên đã kề một chiếc ly bể nát lên cổ Mit.
Đêm nay trong hai chúng ta bắt buộc phải có một người chết. Bit cố gắng cầu xin Seraph hãy bình tĩnh lại. Ông ta nói rằng hiện tại mình đang gặp rắc rối vì món nợ khổng lồ do cờ bạc. Hiện tại có rất nhiều xã hội đen đang truy bắt Bit. Ông còn nói rằng mình đã lấy trộm thành công dây chuyền vàng từ người vợ cũ. Bit cầu xin Seraph hãy giúp ông lần cuối. Seraph nói với Bit rằng đừng suy nghĩ đến nhà cửa và tiền bạc nữa, bởi vì tiền thì không mua được tình yêu. Để Bit không tiếp tục làm phiền mình nên cô đã thỏa hiệp với ông ta đây sẽ là lần cuối cùng. Nếu như để tôi biết ông đang nói dối, tôi nhất định sẽ giết ông, biết chưa? Khốn khiếp! Ngày hôm sau, để Farouk không còn hiểu lầm mình nên Seraph đã hối lộ cho cô đồng nghiệp. Cô đồng nghiệp nói với Farouk rằng do cô không có chỗ để ở nên đã ở nhờ nhà của Seraph. Lý do mà Mít đến nhà Seraph là do ông ta muốn tìm cô chứ không phải Seraph. Nghe xong, Farouk có vẻ không tin lời bịa đặt này lắm. Sau đó, cô đồng nghiệp liên tục phàn nàn vì Mít cứ làm phiền cô ấy. Cô đã từ chối nhiều lần nhưng ông ta vẫn không buông tha cho cô. Nữ đồng nghiệp nói rằng để Farouk hiểu lầm chuyện tối qua khiến cô thấy có lỗi, nên hôm nay cô nhất định phải giải thích cho Farouk nghe rõ ràng. Dù cô có bị Farouk sa thải thì cô cũng sẽ chấp nhận. Thấy nữ đồng nghiệp chân thành nên Farouk quyết định không truy cứu tiếp. Thay vào đó, ông còn cẩn thận nhắc nhở cô là Mít là người không thể tin tưởng, đừng để ông ta lừa dối cô. Bên này, Seraph đã đổi sợi dây chuyền kia thành tiền mặt. Mít thấy được liền lập tức vui sướng nói rằng cô và ông ta đang là hai con kiến bò trên cùng một sợi dây. Ông ta bảo rằng nhất định sẽ giữ bí mật chuyện giữa Seraph và Farouk. Seraph cảnh báo Mít là phải lấy tiền để trả nợ. Cuộc sống tốt đẹp của cô mà biến mất thì tất cả sẽ là lỗi của ông ta. Tôi biết rồi, ông tốt nhất là nhớ những gì mình nói. Nhanh chóng hành động đi, cộng sự. Được rồi, cộng sự. Nhanh chóng rời đi đi. Để em gái mình vui, Nissan nói cô sẽ đến để thuyết phục Seraph quay về. Nas và Omer sẽ rất vui nếu như Seraph có thể quay trở lại dinh thự. Nissan đã đến nhà để nói chuyện với Seraph. Cô nói sẽ cố gắng thuyết phục bố của mình. Nissan nói dù gì em gái và em trai của cô đều rất thích Seraph nên có thể bố cô sẽ đồng ý để Seraph quay lại dinh thự. Nhưng Seraph lại từ chối và nói rằng mỗi người đều có phẩm giá của riêng mình. Cô không phải là người muốn đi là đi, muốn ở là ở. Nếu như cô muốn ở lại thì nhất định cô sẽ tìm được cách để ở lại. Đó mới là cô mà. Được thôi, nếu là anh thì anh sẽ làm thế nào? Tôi sẽ làm như vậy nếu đó là điều tôi muốn. Thấy không khí có vẻ căng thẳng nên Nissan đứng dậy muốn rời khỏi. Seraph tức giận đưa Kem và Nissan ra khỏi nhà. Cô đã có quá nhiều phiền toái rồi mà họ còn đến tham gia vào cuộc vui. Nissan đã đến văn phòng của bố ở công ty. Farouk không ngờ rằng cô con gái lớn Nissan cũng muốn Seraph quay về dinh thự. Farouk đã có quyết định ở trong đầu và bảo Nissan về trước. Tiếp theo, Farouk gọi điện cho Seraph nói rằng muốn gặp và nói chuyện với cô. Seraph đến gương để điều chỉnh lại trạng thái. Rất nhanh, Farouk đã đến trước cửa nhà Seraph. Ngay khi gặp mặt nhau, Seraph đã một lần nữa xin lỗi Farouk. Tôi không hề có ý định như vậy. Nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Farouk thẳng thắn hỏi Seraph rằng người cô thích có phải là ông không. Mọi thứ liên tục đến cùng một lúc. Tôi đã rời khỏi dinh thự vì không chăm sóc tốt cho con của ngài. Khi tôi không thể nhìn thấy bọn trẻ nữa, tôi cảm thấy rất buồn. Tôi đã từng hứa với Nissan, vậy mà mọi chuyện lại thành ra thế này, tôi không biết làm sao nữa. Cô cảm thấy cô nên nói những lời vừa nói không? Nissan đã coi cô như chị gái của nó. Tôi biết là tôi không nên yêu ngài, nhưng tôi không thể kiểm soát tình yêu của mình được. Vì vậy tôi có thể mãi mãi ở dinh thự, để có thể giúp ngài chăm sóc các con. Đây không phải là điều tôi muốn. Seraph không ngờ rằng sau khi cô bày tỏ vậy mà Farouk lại dứt khoát rời đi. Ông không để Seraph chăm sóc tiếp cho con cái của mình nữa. Seraph ngồi một góc khóc lóc rồi chợt nảy ra một kế hoạch. Cô nhất định sẽ khiến Farouk đồng ý cho cô trở lại dinh thự. Seraph nhờ mẹ đến nhà Farouk để làm cho cô bảo mẫu mới phải rời đi. Mẹ cô đồng ý với yêu cầu của con gái mà không hề biết rằng cô đang có một kế hoạch khủng khiếp ở phía sau. Lúc này cô con gái lớn Nissan đang nằm và nhớ lại lúc cô đến nhà Seraph khuyên Seraph quay về căn dinh thự. Cô nghĩ đến sự quan tâm của Kem dành cho Seraph có gì đó không ổn. Buổi tối Nissan hẹn Kem đi dạo thư giãn. Nissan muốn trò chuyện để cố tình kiểm tra Kem. Cô nói cô nghĩ có thể Seraph đã thích bố của mình rồi quan sát biểu cảm của Kem. Nhưng Kem không biểu cảm gì mà chỉ hỏi cô làm sao biết điều đó. Nissan bảo rằng là do giác quan thứ 6 của phụ nữ đã mách bảo cô điều đó. Nissan cho rằng những gì cô nghi ngờ chắc chắn đúng. Nhưng Kem lại bảo cô rằng điều đó khó có thể xảy ra vì Seraph không phải loại người như vậy. Trên đường về, Kem cảm thấy điều Nissan nói có vẻ đúng. Anh nhớ lại cảnh tượng Farouk đã giúp Seraph kéo dây áo. Đến khi Nissan gọi thì Kem mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Suýt chút nữa hai người họ đã gặp tai nạn xe ô tô. Sau sự việc này, Nissan đã có đáp án cho câu hỏi trong lòng. Ngày hôm sau, mẹ Seraph đã quay trở về căn dinh thự. Bà ta giả vờ không khỏe để cô bảo mẫu đến giúp. Lúc đi xuống cầu thang, bà đã cố tình đẩy ngã cô bảo mẫu. Thấy kế hoạch đã thành công thì bà liền giả vờ như việc này không liên quan đến mình rồi chạy đến hỏi tình hình của cô bảo mẫu. Bên này, Kem đã hẹn Seraph đến gặp mặt. Có chuyện gì đây? Sao anh lại gọi cho tôi đột ngột vậy? Không phải anh đang ở bên cạnh Nissan sao? Tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ với Nissan. Kem muốn kiểm tra xem Seraph có thật sự thích Farouk không. Nhưng Seraph lại không cho anh cơ hội đó, cô chỉ dứt khoát quay đầu bỏ đi.
Kem thấy xe ăn vặt đi ngang liền dừng lại mua bắp ngô mà Seraph thích ăn nhất. Vậy mà Seraph lại từ chối và nói rằng bây giờ cô không còn thích mấy thứ này nữa. Đúng lúc này thì Kem nhận được một cuộc điện thoại. Seraph quay lại khách sạn thì bị mẹ mình phàn nàn về sự việc vừa rồi. Lúc này Seraph nhận được tin gia đình Farouk tổ chức tiệc tại căn dinh thự mà hoàn toàn không cho cô biết. Bên dinh thự, khi biết được tin Seraph không tham gia tiệc, Nas đã vô cùng khó chịu nên đã đổ thức ăn từ trên lầu xuống. Tôi không muốn bất kỳ thứ gì từ cô cả, cô có nghe không? Farouk đã vội chạy lên phòng Nas và mắng con gái của ông. Con đang làm gì vậy? Con nghĩ con có thể làm bất kỳ thứ gì con muốn à? Con đừng để bố mất bình tĩnh và tức giận thêm. Con nói đi, con muốn cái gì? Con muốn bố phải làm như thế nào đây? Nas vừa khóc vừa hỏi bố rằng liệu có thể trả mẹ lại cho cô không? Đến cả người chị gái thân thiết nhất của cô là Seraph cũng đã bị bố mang đi mất. Farouk vô cùng đau lòng, chuyện này lại xảy ra vì Seraph một lần nữa. Nisan tiến đến muốn xoa dịu cha mình nhưng Farouk đã quay đi và rời khỏi phòng. Ông không biết Seraph đã dùng cách gì khiến Nas phụ thuộc vào cô đến như vậy. Ông hiểu tất cả nhưng bất lực không thể làm gì thêm. Ngày hôm sau, Farouk đã đến phòng Nas mong rằng con gái sẽ tha thứ cho ông. Farouk nói rằng hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ nên mong Nas có thể đến khách sạn để tham gia. Nas bình tĩnh lại và xuống lầu cùng với bố mình. Lúc này Ipek đã đến dinh thự rồi cô nhìn vào bức chân dung cô đã vẽ tặng vợ của Farouk. Farouk cảm thấy rất biết ơn Ipek vì gần đây đã liên tục xin lời khuyên từ cô. Ông lấy ra chiếc vòng đã định tặng Ipek vào dịp sinh nhật nhưng đã quên mất đi. Ipek liên tục khen chiếc vòng rất đẹp. Mặc dù sinh nhật đã qua nhưng cô cũng rất vui khi nhận được món quà này. Buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới của Farouk bắt đầu khá suôn sẻ. Biết Seraph không đến nên Kem đã gọi cô và hỏi cô rằng đang ở đâu. Seraph đáp rằng bây giờ cô đang không rảnh vì cô đã có kế hoạch cho bữa tiệc lần này. Vừa bắt đầu buổi tiệc, có một người đàn ông đã dùng thẻ nhân viên để vào công ty của Farouk. Anh ta vứt xuống đất một thùng xăng cùng với bật lửa. Bật lửa vừa rơi xuống, đám lửa đã lập tức lan rộng. Đồng thời lúc này, Farouk đang lên sân khấu hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp giữa ông với vợ mình. Không ngờ lúc này màn hình chiếu đột nhiên đổi thành hình ảnh Farouk và Seraph thân mật với nhau. Vợ ông ta vừa mới qua đời thôi mà. Con gái không tin vào mắt mình, cô không ngờ bố mình là người như vậy. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao bố nhất quyết đuổi Seraph đi. Farouk đã nhanh chóng yêu cầu ngừng trình chiếu ngay. Sau đó, vì quá tức giận nên Farouk đã đi ra khỏi hội trường. Bên này Seraph đi qua đi lại tại khách sạn mong chờ Farouk đến tìm mình. Sau khi Farouk rời khỏi hội trường, ông lập tức bắt taxi đến khách sạn để tìm Seraph. Farouk xông vào phòng Seraph tra hỏi cô rằng vì sao lại trình chiếu ảnh thân mật của họ tại kỷ niệm ngày cưới của ông. Vốn dĩ chuyện của Farouk và Seraph chỉ có hai người biết nên tất nhiên Seraph là nghi phạm đáng ngờ nhất lúc này. Nhưng mà cho dù Farouk tra hỏi Seraph cỡ nào thì cô vẫn tỏ vẻ không biết chuyện gì xảy ra. Nisan lo lắng cho bố mình nên đã cùng Kem đi theo Farouk. Nhận thấy Farouk có vẻ không kiểm soát được cảm xúc nên Kem đã đi đến thuyết phục ông bình tĩnh lại. Đột nhiên lúc này Ipek gọi cho ông thông báo rằng công ty đã bị cháy. Nghe xong điện thoại, Farouk chuẩn bị rời đi ngay. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Bố đợi một chút. Mọi chuyện vẫn chưa được giải thích rõ ràng mà bố. Seraph tỏ ra không biết chuyện gì đã xảy ra nên Kem đã kể lại sự tình lúc nãy diễn ra trong tiệc kỷ niệm. Màn hình trình chiếu ảnh của cô và ngài Farouk hôn nhau. Cái gì? Mẹ Seraph tiến đến chất vấn cô. Nisan trả lời mẹ Seraph rằng nhìn gia đình cô giống như rảnh rỗi đến đây để gài bẫy con gái bà hay sao? Con gái, có thật không? Con nói xem điều này có thật không? Không ngờ mẹ Seraph suy nghĩ còn nhanh hơn cô, bà lập tức đổ tất cả lỗi lầm lên đầu của Farouk. Farouk hiện tại không có thời gian để giải quyết vấn đề này, ông phải lập tức đến công ty để giải quyết vụ cháy. Sau khi bọn họ rời đi, mẹ Seraph lập tức mắng Seraph. Làm sao con dám công khai hình ảnh hôn nhau trong buổi tiệc vậy? Con đang nghĩ cái gì vậy Seraph? Con không quan tâm nữa. Seraph nói với mẹ rằng cô vốn không còn gì để mất. Và sự việc này sẽ là một bước ngoặt đáng kinh ngạc trong cuộc đời cô. Seraph nghĩ rằng đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Sau khi quay về dinh thự, Nisan đã cảm ơn Kem vì đã luôn ở bên cô. Mặc dù Kem nói đây chỉ là điều anh nên làm thôi, nhưng Nisan biết rằng Kem vẫn còn yêu Seraph. Cô đến phòng khách ôm thật chặt những đứa em của mình nhìn ngắm chân dung của mẹ. Cả ba chị em cùng nhau ngồi đợi bố về. Nisan chắc chắn không ngờ rằng Kem đã quay trở lại khách sạn để tìm Seraph. Anh lại tới đây làm gì? Anh đến xem chuyện cười của tôi sao? Seraph, anh đến có chuyện muốn hỏi em. Kem muốn xác nhận một lần nữa trong lòng Seraph đã có ai chưa? Nhưng Seraph lại trả lời vô cùng quyết đoán. Từ khi chia tay với anh tôi đã nói rồi mà. Tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh. Kem đã hiểu được lý do ngày xưa Seraph chia tay với anh chỉ bởi vì anh không phải là người giàu có. Trước khi rời khỏi, Kem đã nói với Seraph rằng cô nhất định sẽ hối hận vì quyết định của ngày hôm nay. Bên phía công ty, Farouk và Ipek đã cùng nhau giải quyết xong vụ cháy. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, Ipek đến giờ vẫn chưa thể tin được. Cô không ngờ rằng Farouk đã trực tiếp hôn Seraph như vậy. Nhìn bóng dáng Farouk rời đi, ánh mắt của Ipek tràn đầy nỗi cô đơn. Ngày hôm sau, Farouk quay về dinh thự thì Mit đã ở đó đợi ông. Vì Farouk và Ipek rất thân thiết nên Farouk và Mit không lúc nào là hợp nhau. Mit thẳng thắn thừa nhận chuyện dò dỉ tấm ảnh hôm qua là do ông ta làm. Ông ta còn không biết xấu hổ nói Seraph đòi sống đòi chết nếu như không có ông ta.
Ông ta đã đặt camera quay lén trong phòng cô, từ đó bức ảnh kia đã ra đời. Mít muốn tất cả mọi người đều có thể thấy được trò cười của Fazuk. Fazuk nghe được liền tức giận đánh Mít, nhưng bây giờ có đánh ông ta thì cũng không thể thay đổi được sự thật. Rất nhanh chuyện này đã được lên trang nhất và đài truyền hình. Mít nằm trong phòng vui vẻ xem tin tức xấu hổ của Fazuk. Ông ta làm tất cả điều này là vì mong muốn có thể đàn áp được Fazuk. Đột nhiên, có một người đàn ông mặc áo đen đi vào phòng Mít và đưa cho ông ta một xấp tiền dày. Đồng thời, Seraph lúc này đã đến dinh thự một lần nữa. Nisan thấy cô liền mắng cô không có liêm sỉ, lập tức đuổi cô ra ngoài. Fazuk lúc này đã đi đến và nói rằng chuyện này chỉ là hiểu lầm và ông cần nói chuyện với Seraph. Vậy sao? Vậy thì con không làm phiền đến chuyện tốt của hai người nữa. Hiện tại, Nisan ghét Seraph đến cùng cực. Cô đi ra sau vườn và tình cờ đã gặp được Kem. Nisan hỏi Kem có phải anh đã biết là Seraph đến dinh thự hay không. Kem nghe được liền bối rối và không hiểu cô đang nói gì. Em biết anh yêu Seraph, em không có ngu. Bên này, Fazuk và Seraph nói về chuyện bức ảnh là do Mít đã gây nên. Seraph lấy trong túi xách ra một chiếc camera nhỏ và nói rằng hôm qua cô đã tìm được nó trong nhà. Nếu như Seraph đã điều tra rõ ràng chuyện này thì giữa bọn họ cũng không có gì để nói nữa. Mục đích Fazuk muốn nói chuyện cùng Seraph là để làm rõ hiểu lầm này thôi. Đúng lúc này, mẹ Seraph xông vào dinh thự nói rằng muốn nói chuyện với Fazuk. Seraph không hề biết mẹ mình sẽ đến dinh thự. Bà thấy Seraph liền mắng cô rằng con đang làm gì ở đây. Mẹ Seraph hỏi cô con còn không biết xấu hổ nữa hả? Sau đó, mẹ cô chỉ vào mặt Fazuk nói bà một mình nuôi cô lớn lên và chưa từng để cô chịu bất cứ thiệt thòi gì. Bà hỏi tại sao khi bà giao con gái cho ông thì Seraph liền làm ra chuyện xấu hổ như vậy. Nisan cười nửa miệng đáp rằng không phải tất cả chuyện này đều là kế hoạch của mấy người sao. Seraph vốn đã có ý định lấy bố tôi ngay từ đầu. Nisan không hề có chuyện đó. Fazuk bảo Seraph hãy đưa mẹ cô về trước. Nào ngờ mẹ cô không chịu đi, bà nói mọi chuyện không thể giải quyết đơn giản như vậy được. Mẹ à, đủ rồi, chúng ta đi thôi. Câm miệng. Seraph cảm thấy đau đớn trên mặt, cô không tin mẹ lại đánh cô. Đồng thời lúc này trước cửa dinh thự đã tụ tập rất đông phóng viên. Đột nhiên có một người đàn ông bước xuống xe đuổi tất cả phóng viên đi. Seraph và mẹ đã ra khỏi dinh thự. Thì ra lúc nãy hai người họ chỉ là đang diễn mà thôi. Seraph và mẹ ra khỏi cổng thì bất ngờ không nhìn thấy một phóng viên nào. Cô đến hỏi một phóng viên mà cô đã hối lộ thì anh ta cho hay là tất cả phóng viên đã bị ông người đàn ông lạ mặt đuổi đi. Sau đó người phóng viên này đã nhanh chóng gọi điện thoại nhờ hỗ trợ. Lúc này người đàn ông lạ mặt kia đã đến gặp Fazuk tại văn phòng. Thì ra người đàn ông này và Fazuk là bạn đã lâu năm. Lần này Fazuk gọi bạn mình đến là muốn nhờ ông ấy giúp điều tra về tấm hình đó. Nào ngờ lúc này Seraph đã ở trước mặt các phóng viên nhận tất cả lỗi lầm về mình. Tôi đã yêu ngài Fazuk. Tôi biết điều này là sai. Vì thế tôi xin nhận tất cả lỗi lầm về phía mình. Chính vì vậy, các nhà báo thân mến, xin mọi người đừng làm phiền Fazuk và gia đình của ngài ấy nữa. Tôi không muốn có chuyện bất công xảy ra với họ nữa. Rất nhanh Fazuk đã xem được đoạn phỏng vấn của Seraph. Ít ách bên cạnh thắc mắc rằng không phải phóng viên đã bị bạn của Fazuk đuổi đi rồi sao? Fazuk đáp rằng chính ông là người đã gọi cho phóng viên vì muốn giải thích Seraph không phải là người làm rò rỉ tấm hình. Kem thấy được tin tức liền cảm thấy lo lắng cho Seraph. Nhưng tiếp theo Kem lại bật điện thoại lên quyết định xóa hết những hình ảnh của mình và Seraph. Bên này, mẹ Seraph đang vui vẻ ăn uống trong phòng. Cô phàn nàn mẹ mình tại sao lại lãng phí gọi nhiều thức ăn đến như vậy. Cô nói rằng mình không giàu có để chi trả tất cả những thứ này đâu. Cô không giàu nhưng Fazuk thì có. Trong lúc Seraph không nói nên lời với mẹ thì có người gõ cửa phòng. Thì ra đó là Mít đến để tìm gặp Seraph. Mít hỏi về tình hình của Fazuk thì Seraph đáp rằng Fazuk đang lo lắng cho công ty của ông. Ông có biết ai đứng đằng sau vụ cháy không? Đương nhiên là tôi đã đốt công ty rồi. Tối đó, bạn của Fazuk đã nhanh chóng điều tra ra người đằng sau hối lộ Mít. Thấy Fazuk đi đến thì họ phần nào đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng anh ta vẫn khẳng định là mình không làm chuyện đó và không biết Fazuk là ai. Bạn của Fazuk chưa để anh ta nói xong đã bảo rằng mấy người làm điều gì thì trong lòng sẽ biết rõ. Nếu để tôi biết mấy người nói dối, tôi sẽ lập tức tiễn mấy người đi gặp Chúa. Tạm biệt. Đồng thời bên này phóng viên đang tìm đến Seraph để báo rằng đã tìm thấy vị trí của Fazuk. Sau đó Seraph nói anh phóng viên hãy làm theo kế hoạch. Fazuk vừa ra khỏi nhà hàng liền lập tức đụng mặt anh phóng viên. Anh ta lập tức xông đến Fazuk và hỏi những câu hỏi vô cùng sắc bén. Cậu rốt cuộc là đang muốn nói cái gì? Đưa tay phóng viên đó đi ngay. Bình tĩnh đi. Seraph nhìn thấy hình Fazuk tức giận trên bản tin liền mỉm cười vui vẻ. Con đường trở thành phu nhân dinh thự của cô phụ thuộc hoàn toàn vào ngày mai. Ngày hôm sau mẹ của Seraph đã đến tìm Fazuk. Bà khóc lóc kể với Fazuk rằng con gái bà không chịu được những lời tiêu cực từ cư dân mạng nữa nên đã bỏ trốn khỏi nơi này. Mẹ Seraph nói đã 3 ngày nay không có tin tức gì của cô. Fazuk hỏi mẹ của Seraph là bà có làm gì cô không? Mẹ của Seraph trả lời Fazuk là ngoài việc đến đây nhờ Fazuk giúp đỡ thì bà không biết làm gì hơn. Bà còn nói thêm tất cả chuyện này xảy ra còn không phải do Fazuk à. Bà tự hào về con gái mình khi đã dũng cảm nói yêu Fazuk ngay trước toàn thể mọi người. Vì để không ảnh hưởng đến Fazuk nên con gái bà đã gánh hết mọi lỗi lầm về mình. Sau khi nói xong mẹ Seraph đã rời khỏi văn phòng của Fazuk.
Lời nói của mẹ Seraph thật sự rất tâm cơ, bà gián tiếp nói rằng Fazouk là một người đàn ông vô trách nhiệm. Khi thấy mẹ Seraph có ý định rời đi, Fazouk đã ngăn lại và hứa rằng sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm Seraph. Mẹ Seraph nghe vậy còn giả vờ như không muốn làm phiền đến Farouk. Lúc này, Fazouk đã gọi người sắp xếp cho mẹ Seraph ở lại trong dinh thự. Nisan đến văn phòng bố hỏi tại sao mẹ Seraph lại ở trong nhà mình. Fazouk nói với cô con gái rằng Seraph đã mất tích rồi. Nisan rất tức giận nói rằng Seraph mất tích thì liên quan gì đến nhà chúng ta? Không phải mọi rắc rối chúng ta gặp phải đều vì Seraph hay sao? Nhưng Fazouk vẫn còn vô cùng biết ơn ngày mà Seraph đã cứu Nas. Ông cũng không muốn để Seraph gánh hết mọi lỗi lầm về mình. Nisan, bố phải nghĩ cho tất cả mọi người. Được rồi, bố đúng là nên nghĩ cho mọi người. Bên này mẹ Seraph lén gọi đến báo tin cho con gái bảo cô ngay lập tức tắt điện thoại đi. Bà nói Fazouk hình như đã tin lời bà và cũng hứa rằng sẽ tìm ra Seraph. Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào thời điểm này. Như lời mẹ Seraph nói, Fazouk liên lạc với Seraph qua điện thoại cũng không được. Fazouk nhớ lại những lúc Seraph còn ở trong dinh thự. Ban đêm nếu như Seraph không ngủ được thường sẽ ra ngoài ngồi ngắm sao. Seraph còn nói rằng điều này làm cô nhớ đến tuổi thơ được sống trong căn nhà gỗ cùng bố. Fazouk lúc đó không để tâm mấy nhưng bây giờ ông nghĩ lại thì có thể cô đang ở đó. Nisan thấy bố đi ngoài thì lúc này cô mới nhận ra Seraph là con người đáng sợ đến nhường nào. Bố còn biết ông ấy đang làm gì mà. Nisan ngồi trong vườn suy nghĩ không hiểu vì sao bố mình lại quan tâm đến Seraph như thế. Đúng lúc này thì Ken đến và hỏi Nisan rằng tại sao cô lại không vui. Nisan lắc đầu và nói rằng mình vẫn ổn. Anh không còn thích Seraph nữa. Anh nói điều này làm gì, em đâu có quan tâm. Em có muốn ăn gì ở bên ngoài không? Bánh sô-cô-la. Bánh sô-cô-la, anh biết rồi. Nisan thích Ken và cô đã nhận được câu trả lời cô luôn mong muốn. Đây có lẽ ngày hạnh phúc nhất của Nisan. Đồng thời, Fazouk bên này đã nhờ bạn mình tìm kiếm địa chỉ của ngôi nhà gỗ. Nhưng những lời tiếp theo của bạn ông làm cho ông phải im lặng mà suy nghĩ. Nếu ông tìm được cô gái này, ông biết mình phải giá như thế nào chứ? Fazouk chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Rất nhanh bạn của Fazouk đã nhận được tin của Seraph và bảo Fazouk rời đi cùng vài vệ sĩ. Nhưng Fazouk đã từ chối và nói tự mình sẽ đi tìm Seraph. Lúc này, khi thấy mẹ của Seraph trong nhà, Nisan đã cảnh cáo rằng cô biết rõ hai mẹ con bà đang có mục đích gì. Ngày nào Nisan còn ở trong ngôi nhà này nhất định sẽ không để mục đích của bà ta thành công. Với lại tôi không muốn bà ở trên lầu, nếu bà muốn chờ ba tôi về thì xuống lầu dưới đi. Rời đi ngay lập tức. Seraph ngồi đợi Farouk cả một ngày tại ngôi nhà gỗ và cuối cùng cũng đợi được Farouk đến. Seraph hỏi Farouk là tại sao ngài có thể biết được nơi này. Farouk đáp là ông còn nhớ những lời cô đã kể lúc cô còn ở dinh thự. Seraph nói thật ra câu chuyện đó cô chưa kể hết về sau bố cô đã bị cảnh sát bắt. Sau đó cô đã cùng mẹ mưu sinh để trang trải cho cuộc sống. Seraph nói rằng đã không suy nghĩ đến hậu quả khi hôn Farouk vào ngày hôm đó. Cô bày tỏ mình vốn thẳng thắn, cô muốn làm gì liền làm ngay nên không nghĩ đến hậu quả về sau. Farouk nói việc đó không phải lỗi của một mình Seraph vì dù gì ông cũng đã không tránh đi khi cô hôn. Lần này Farouk đến đây là để đưa Seraph rời khỏi đây, cô không nên ở chỗ này mãi. Ngài nói ngài muốn đưa tôi đi. Thế ngài định đưa tôi đi với tư cách gì đây? Chúng ta kết hôn đi. Farouk không muốn làm tổn thương Seraph nên đã cho Seraph một danh phận thật sự. Seraph không thể nào tin được Farouk quyết định cưới mình nhanh như vậy. Cô không ngờ rằng Farouk nói họ sẽ ly hôn khi mọi sóng gió đã qua. Bằng cách này ông vừa có thể trả ơn vừa có thể bảo vệ được cô. Không ngờ rằng Seraph dứt khoát từ chối lời đề nghị của Farouk. Cô nói đây là việc của cô, chuyện này không liên quan gì đến Farouk. Seraph khẳng định cô không muốn cưỡng ép bất cứ thứ gì không thuộc về mình. Cô nói Farouk không cần lo lắng gì cho cô cả. Đột nhiên lúc này Farouk thấy được một tay săn ảnh từ xa. Seraph chưa kịp nói xong thì Farouk đã quay đầu bỏ đi. Tay săn ảnh thấy Farouk biến mất thì liền tò mò. Không lâu sau đó, tay săn ảnh đã bị Farouk bắt được. Seraph thấy tay săn ảnh mà mình đã hối lộ bị bắt liền giả vờ như không quen biết. Sao anh có thể làm điều này? Anh đang hủy hoại cuộc đời tôi đấy. Sao anh có thể làm như vậy hả? Farouk yêu cầu tay săn ảnh xóa hết ảnh đã chụp rồi mới để hắn ta rời đi. Bên này Ken đang ngồi chán nản trong phòng khi nhìn thấy tin tức Seraph nói yêu Farouk trước mặt truyền thông. Nhớ lại lúc Seraph dứt khoát từ chối, anh đã vứt bỏ vật kỷ niệm của hai người vào bọc rác. Nhưng cuối cùng vì không nỡ nên anh đành nhặt lại chúng từ đống rác đó. Giờ nhìn thấy cảnh này anh liền biết chỉ là do tự mình đơn phương mà thôi. Nisan thấy tâm trạng của Ken không tốt nên đã lựa lời an ủi anh. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Mẹ của Seraph đứng ở cửa sổ đã chứng kiến toàn bộ quá trình tình cảnh này. Seraph bên này đang khóc nức nở và nói rằng cô rất sợ hãi. Cho dù cô đã từ bỏ mọi thứ và trốn ở đây nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi các tay săn ảnh. Farouk an ủi cô rồi nói rằng ông sẽ không để ai tổn thương đến cô nữa. Chúng ta sẽ kết hôn và không để ai biết mục đích của cuộc hôn nhân này. Như vậy cô có thể thoát khỏi sự chỉ trích không đáng có này. Seraph bề ngoài tỏ vẻ miễn cưỡng theo Farouk quay về. Cô muốn tỏ lòng biết ơn nên đã tiến đến ôm Farouk. Không ngờ tay săn ảnh vẫn chưa rời đi nên đã chụp lại hình ảnh tình cảm của hai người họ. Để những bức hình này lộ ra chắc chắn sẽ lại là một tin tức chấn động. Buổi tối Nisan phát hiện bố đã đưa Seraph về nhà mình nên đã tiến đến hỏi có chuyện gì xảy ra. Chị còn có can đảm đến đây à?
Nas bảo chị mình hãy bình tĩnh và lắng nghe lời bố nói trước đã. Mọi người không ngờ rằng lời nói của Fazup sẽ khiến họ chết lặng. Bố sẽ cưới Serap. Cái gì? Ông nói muốn kết hôn à? Nisan không ngờ bố mình lại để chuyện như vậy xảy ra. Chị nguy hiểm và đáng sợ thật đấy. Chị có còn là con người không vậy? Con đừng thắc mắc về quyết định của bố nữa, hiểu chưa? Con không quan tâm về quyết định của bố. Chưa kịp nghe lời bố nói, Nisan đã cảnh cáo với Serap rằng miễn là tôi còn ở đây thì chị đừng hòng đạt được mục đích. Farouk muốn đuổi theo Nisan nhưng IFF đã ngăn lại và nói rằng muốn nói chuyện riêng với ông. Nisan đi ra sau vườn vì chuyện vừa rồi cô tức đến nổi không thở được. Kem thấy Nisan tức giận nên đã lái xe đi cùng Nisan. IFF muốn Farouk giải thích về những chuyện vừa mới xảy ra. Nhưng không ngờ Farouk vì không muốn nhiều người biết về cuộc hôn nhân giả nên đã chọn cách im lặng. Ông nói cô là bạn mình thì nên hiểu cách giải quyết của ông. Bố em và Serap sẽ kết hôn. Kem vô cùng sốc khi nghe tin này. Nisan kể hồi mẹ cô còn sống thì Serap không phải là người như vậy. Hóa ra là cô đã không nhìn thấu được Serap. Cho đến khi mẹ cô qua đời, bản chất thật sự của Serap mới lộ ra. Lúc này Farouk gọi đến cho Nisan nhưng cô không hề muốn bắt máy một chút nào. Để Farouk không lo lắng nên Kem đã bí mật gửi tin nhắn đến cho ông báo rằng Nisan vẫn đang an toàn. Bên này, dường như IFF đã đoán được suy nghĩ của Farouk. Lúc rời đi, IFF đã cảnh cáo với Farouk rằng Serap là người khó đoán và ông nên đi an ủi Nisan. Ngay khi IFF lên xe thì Serap đã đi đến để chế nhạo. IFF hỏi Serap làm như thế nào để có thể thành công kết hôn với Farouk. Đạt được chuyện này tất nhiên là không phải do chăm chỉ rồi. Chị có thể xem như là tình yêu ấy. Tình yêu? IFF tức giận bước tới cảnh báo Serap là đừng vui mừng quá sớm. Serap vốn luôn có ác cảm với IFF là do lúc trước IFF luôn coi cô như người hầu, dù là cố tình hay vô ý. Bây giờ có cơ hội trả thù thì Serap phải trả lại gấp đôi. Sáng hôm sau, Nisan vì phản đối cuộc hôn nhân của bố mình nên đã đốt quần áo của người mẹ đã khuất ở trước nhà để cảnh cáo bố. Serap hỏi Nisan là tại sao Nisan luôn có thái độ thù địch với cô. Chị thì có tư cách gì mà lấy bố tôi? Đây không phải là điều mà con có thể quyết định. Nào ngờ cảnh con gái phản đối đám cưới của bố mình đã bị các tay săn ảnh chụp được từ xa. Nhìn thấy hình ảnh cô con gái tức giận phản đối cuộc kết hôn, các tay săn ảnh bắt đầu hoài nghi về hành động của mình. Bên này, Farouk đã thú nhận với Nisan đây chỉ là một cuộc hôn nhân tạm thời. Ông không có bất kỳ mối quan hệ gì với Serap. Ông làm điều này chỉ vì muốn chứng minh Serap vô tội mà thôi. Ông nói đáng ra Nisan nên hiểu cho bố mới đúng. Nào ngờ Nisan không hề tin những lời bố mình nói bởi vì cô luôn nắm rõ mục đích thật sự của Serap. Sau đó, Serap đến văn phòng của Farouk thì thấy Kem ở bên trong. Cô hoàn toàn không biết hai người họ đã nói gì. Vừa ngồi xuống Serap đã bắt đầu xin lỗi. Cô nói là không ngờ Nisan lại phản đối đến như vậy. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình mà thôi. Farouk bảo cô không cần lo lắng. Đến khi việc này kết thúc thì Nisan sẽ hiểu được thôi. Vì vậy chúng ta phải kết hôn càng sớm càng tốt. Ngài nói đúng. Farouk có lẽ đã xem thường tham vọng của Serap rồi. Khi Serap bước lên lầu thì mẹ cô đã đợi sẵn ở đó. Cô thông báo với mẹ rằng mình và Farouk sẽ kết hôn vào ngày mai. Mẹ cô vui đến nỗi ôm chầm lấy cô. Mẹ Serap đã bắt đầu mơ tưởng đến một tương lai giàu có. Khi Serap vào phòng thì phát hiện Kem ở phía sau cô. Anh làm gì ở đây? Nhanh rời khỏi đây ngay. Anh sẽ không rời đi trừ khi em hứa với anh điều này. Hứa cái gì chứ? Em phải thú nhận với Farouk về mối quan hệ trước kia của chúng ta. Anh đang nói cái gì vậy? Nhanh rời khỏi đây ngay, được chứ? Kem muốn Serap thừa nhận với Farouk về mối quan hệ trước kia của họ. Bởi vì từ nhỏ Kem đã lớn lên trong căn dinh thự nên anh vốn luôn coi mọi người ở đây như gia đình. Kem không muốn Farouk cưới Serap mà không hề biết gì về chuyện này. Nếu như Serap không thừa nhận, Kem sẽ không để cô lấy Farouk một cách dễ dàng. Để ổn định Kem trước, Serap đã đồng yêu cầu của anh. Đến khi Kem vừa bước ra khỏi phòng Serap thì đụng mặt mẹ của mình. Vừa rồi mẹ của Kem đi vứt rác đã tìm thấy vật kỷ niệm tình yêu của Kem và Serap nên muốn đưa lại cho anh. Mẹ Kem hỏi tại sao con không cho mẹ biết về mối quan hệ của con và Serap. Kem vừa khóc vừa kể với mẹ rằng Serap đã bỏ rơi anh nhưng anh thì không thể nào quên được cô ấy. Nhìn thấy con trai khóc, mẹ Kem vô cùng đau lòng. Mẹ nói Kem rằng Serap sắp trở thành vợ của Farouk nên họ không thể sống tiếp ở được nữa. Mẹ của Kem không muốn gây thêm rắc rối cho Farouk. Cùng lúc này, Nisan đã được IFF đưa về nhà. Sau khi nghe lời khuyên nhủ của IFF, Nisan đã hiểu ra được kế hoạch của bố mình. Nisan còn hứa với bố sẽ không ngăn cản ý định của bố nữa. Sau đó, Nisan đến phòng Serap tặng cho cô một chiếc vòng tay. Nisan nói sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân của bố và Serap mà không tiếp tục ngăn cản nữa. Serap thấy khó hiểu khi Nisan thay đổi quá nhanh chóng. Tối đến lúc ăn cơm, điện thoại Serap liên tục nhận được tin nhắn nên cô giải thích với Farouk đó chỉ tin nhắn công việc. Farouk cũng không nghi ngờ gì vì quả thật dạo này công ty có rất nhiều việc cần xử lý. Nisan thì lại vô cùng nghi ngờ Serap khi nhìn thấy vẻ mặt không mấy tự nhiên của Serap. Giác quan thứ 6 của phụ nữ mách bảo Nisan rằng Serap đang có bí mật. Ngày hôm sau, Nisan đến gần cậu em trai Omer đang nghịch điện thoại của Serap. Còn Serap lúc này đang cùng Nas thảo luận xem sẽ đi đâu trong kỳ nghỉ. Nisan đã lén lút xem điện thoại của Serap và phát hiện ra có một số máy lạ nhắn tin nói muốn gặp mặt Serap. Sau đó, Serap nhìn thấy tin nhắn đã lập tức rời khỏi dinh thự. Nisan đến báo với bố chuyện cô vừa biết được và bảo bố phải đi gặp Serap ngay lập tức.
Farouk và Nissan gặp Serap ở nhà hàng. Serap cũng rất bất ngờ khi gặp hai bố con họ. Thấy Serap gặp gỡ với một người đàn ông lạ mặt nên Nissan đã yêu cầu cô giải thích chuyện gì đang xảy ra. Serap tỏ vẻ không hiểu khi cô và Farouk chỉ là kết hôn giả thì tại sao cô lại phải giải thích vấn đề này. Người đàn ông lên tiếng giới thiệu rằng mình là một luật sư. Sau đó, Serap đã đưa cho Farouk một bản hợp đồng hôn nhân, thỏa thuận kết hôn. Dù sau này lý do ly hôn là gì thì tôi cũng sẽ không đòi hỏi ngài bất cứ điều gì. Vì không biết về hợp đồng nên tôi đã nhờ luật sư soạn ra chúng. Tôi chỉ muốn ngài ký nó trước khi kết hôn thôi. Không ngờ rằng Nissan trộm gà không thành còn bị mất cơm, Farouk vô cùng thất vọng với Nissan. Còn mẹ của Serap thì lại không hề hài lòng về bản hợp đồng. Bà nói vậy thì Serap kết hôn với đại gia còn ý nghĩa gì chứ? Serap nói mẹ đừng quan tâm nhiều vì cô tự có kế hoạch của riêng mình. Sau đó, Serap đặt bút xuống ký hợp đồng rồi đi đến văn phòng đưa nó cho Farouk. Tôi đã ký hợp đồng rồi. Tôi làm điều này mà không nói với ngài, tôi thành thật xin lỗi. Nissan, xin lỗi Serap đi. Em xin lỗi. Đừng quên là bố đã yêu cầu con làm điều này nhé. Nhưng Farouk không ký hợp đồng vì nghĩ điều này là không cần thiết. Ông tin Serap. Serap vui vẻ về phòng chọn trang phục cho lễ cưới vào ngày mai. Ngày mai chính là ngày cô đạt được ước mơ của mình. Dù chỉ là hôn nhân giả nhưng đây là bước quan trọng nhất trong kế hoạch của cô. Mẹ của Serap lúc này vô cùng bận rộn chuẩn bị đám cưới cho con gái. Còn lúc này Nissan trong phòng đang thu dọn đồ đạc của mình. Nếu như cô đã không thể ngăn cản cuộc hôn nhân của bố mình và Serap thì cô đành phải rời đi. Đột nhiên lúc này Nissan nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn khiến cô vô cùng lo lắng rời khỏi dinh thự ngay lập tức. Sau đó, Nissan đã đến địa điểm đã thỏa thuận trong điện thoại. Phía dinh thự khách mời đã đến đông đủ nên Farouk nhờ mẹ Serap đưa Serap xuống nhà. Sau đó, ông quay lại nhờ XX nói chuyện với Nissan và gửi ảnh chụp hôm nay đến cho truyền thông. Serap ngồi trong phòng nghe tiếng gõ cửa tưởng là Farouk tới nhưng hóa ra là mẹ cô. Con gái, xuống dưới đi, họ đang đợi con đấy. XX vào phòng Nissan nhưng không thấy ai thì tình cờ gặp Serap đang đi xuống lầu. Serap biết XX thích Farouk nhưng không để lộ ra bên ngoài. XX luôn xem Serap như người hầu nên nhân cơ hội này Serap liền trả thù XX. Tôi biết chuyện này khá đau đớn với chị, nhưng mà đó là sự thật, chị phải đối mặt với nó càng sớm càng tốt. Xin lỗi nhé, bây giờ tôi không rảnh rồi, tôi phải đi kết hôn thôi. XX biết Serap là người thông minh chỉ là không ngờ rằng cô lại thủ đoạn đến thế. Serap xuất hiện tại lễ cưới nhưng không hề nhận được bất kỳ lời chúc phúc nào. XX báo với Farouk là không thấy Nissan đâu, liên lạc qua điện thoại với cô cũng không được. Farouk nói với XX là không cần quan tâm nữa rồi bắt đầu hôn lễ. Serap ngồi ở vị trí mà mình hằng mong ước. Mặc dù chỉ là hôn nhân giả nhưng cô cũng đã rất gần với thành công rồi. Bên này Kem đã thu dọn hành lý rời đi. Vì mẹ của Kem không muốn để Farouk biết chuyện giữa Serap và Kem nên anh đã quyết định ra đi. Mặc dù đã bỏ hành lý vào cốp xe nhưng Kem không thể buông bỏ được Serap nên đã đi đến lễ cưới. Kem muốn nhìn Serap lần cuối nhưng mẹ Kem đã kịp thời ngăn anh lại. Vị chứng hôn đã bắt đầu quá trình của lễ cưới. Ông ấy nói dù có tiền hay không có tiền ngài vẫn đồng ý cưới Serap chứ. Đúng lúc này Nissan chạy đến đám cưới cùng với người phóng viên đã bị Serap mua chuộc. Không ngờ rằng anh chàng này đã phát hiện Serap nói dối nên đã tố cáo cô. Những bức ảnh trên tin tức đều do Serap yêu cầu tôi chụp ngay từ đầu. Tôi cảm thấy rất có lỗi. Cô ấy trả tiền cho tôi để tôi đưa tin. Tôi vẫn còn bằng chứng ở đây. Farouk hãy nghe tôi giải thích. Serap vẫn còn muốn giải thích nhưng Farouk không hề muốn nghe lời giải thích từ cô. Bằng chứng ở đây rồi mà cô còn muốn giải thích gì nữa. Đi ra ngoài ngay. Đưa con gái bà ra khỏi đây. Đồ tiểu nhân. Đám cưới kết thúc một cách ngớ ngẩn. Serap và mẹ bị đuổi ra khỏi dinh thự. XX lúc này bước tới chế nhạo Serap rằng cô không xứng đáng ngồi ở vị trí cô dâu của Farouk. Nissan cũng bước tới nói với Serap rằng không ai là người chiến thắng trong câu chuyện này. Cô mong Serap có thể bắt đầu lại và tìm thấy hướng đi đúng đắn trong cuộc sống. Giấc mơ giàu có của Serap thế là chấm dứt từ đây. Kết thúc câu chuyện, Kem vẫn quyết định rời khỏi dinh thự và để lại cho Nissan một lá thư. Nissan cũng nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc đau buồn từ khi Kem ra đi. Cả nhà lại tiếp tục sống hạnh phúc nhìn ngắm di ảnh của người mẹ quá cố.